Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa công bố báo cáo tổng hợp trên cả nước về các mức thưởng Tết âm lịch dương lịch năm 2023 và tiền lương bình quân cả nước năm 2022. Theo đó, ông Nguyễn Huy Hưng, cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, cơ quan này đã có báo cáo đầy đủ tổng hợp từ dữ liệu của tất cả 63 tỉnh thành về tiền lương thưởng qua khảo sát trên 54.000 doanh nghiệp và khoảng 4,38 triệu lao động, chiếm 16,2% tổng lao động làm công trên cả nước. Theo báo cáo, tiền lương bình quân của người lao động năm 2022 là 8,25 triệu đồng một tháng, tăng 6% so với năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có mức thưởng Tết dương lịch cao nhất cho một cá nhân, dự kiến hơn 600 triệu đồng. Một số tỉnh thành thưởng cao cho cá nhân người lao động xuất sắc nữa là Hà Nội 125 triệu đồng, Bắc Ninh 257 triệu đồng, Bà Rịa Vũng Tàu gần 180 triệu đồng, Bến Tre hơn 320 triệu đồng về thưởng Tết Nguyên đáng 2023, một doanh nghiệp dân doanh tại thành phố Đà Nẵng dẫn đầu cả nước với dự kiến thưởng hơn 1 tỷ đồng. Tiếp sau là thành phố Hồ Chí Minh với gần 760 triệu đồng, Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 535 triệu đồng, Hà Nội 400 triệu đồng. Đây là các mức thưởng cho những cá nhân đặc biệt xuất sắc, không phải toàn bộ người lao động trên địa bàn. Tuy nhiên, có doanh nghiệp thưởng tích âm lịch mang tính chất động viên người lao động ở mức 50.000 đồng, 100.000 đồng hoặc 500.000 đồng nhìn chung mức thưởng tết dương lịch năm 2023 chỉ bằng 91% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên các doanh nghiệp lại mạnh tay chi tăng thưởng tết âm lịch hơn 11% so với cùng kỳ, bình quân 6,86 triệu đồng một người. Đánh giá về việc thưởng tết dương lịch giảm, lãnh đạo cục quan hệ lao động và tiền lương nhấn mạnh dịp tết dương lịch và âm lịch 2023 khá gần nhau nên doanh nghiệp dồn lực vào thưởng tết nguyên đáng ngoài tiền lương tiền thưởng dịp tết tùy theo điều kiện các doanh nghiệp còn có các hình thức khác hỗ trợ chăm lo cho người lao động nhân dịp tết truyền thống như tặng giỏ quà tặng tiền tàu xe về quê đón tết hoặc bố trí xe đưa người lao động về quê doanh nghiệp cũng bố trí hợp lý thời gian nghỉ tết để người lao động sắp xếp lịch trình thích hợp đặc biệt đối với lao động làm việc xa quê ông nguyễn huy hưng nêu rõ